Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả mọi người. Em sản xuất ra một cái video này để lên một cái bộ sản phẩm, bộ quần áo ngụy trang kèm theo giày, giá cực kỳ đầy yêu thương cho các bác nha. Đó, các bác đang ngồi xem video, chúng ta hãy nán lại 4-5 phút xem cái dòng sản phẩm giảm giá ngày hôm nay nha mọi người nha. Thì cái dòng sản phẩm này đó chính là một cái bộ quần áo ngụy trang. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ đi chi tiết về màu sắc. Đó, chiếc quần này của nó thì đường kim mũi chỉ bao đẹp cho mọi người luôn. Hàng này là hàng gia công tại xưởng. Đó, bên nhà em thì hàng rất chìa đẹp. Đó, tất cả hàng này đều có đĩa này. Đó, bản chung của nó là bản chung 5 phân. Các bác dùng rất chìa bền nha mọi người nha. Màu lá cây khô như này các bác có thể quan sát kỹ đây. Đó, em dơ xa cho mọi người này. Đó, đối với dòng sản phẩm quần này thì các bác đi rừng này, ngụy trang, và quan trọng nữa cái chất liệu của nó không bám cỏ trà may nha mọi người nha. Cái chất liệu của nó không bám cỏ trà may. Đó, các bác nhìn về chất liệu này. Đó, chất liệu của nó là cái dạng vải kiểu dạng kaki nha mọi người nha. Dạng cốt tông kaki các bác, rất là đẹp. Đấy, hàng cốt tông đây. Rất là những cái miền Bắc lạnh lạnh này rồi các bác mặc cái hàng này cực kỳ là ấm. Đó các bác nha, nó rất là dày. Đấy, mọi người quan sát kỹ này. Ở đằng sau của nó đều có túi cho mọi người chúng ta đúc nhá. Và ở đằng trước cũng đều có túi này. Đó, thì đối với sản phẩm này dưới này cũng có túi đùi luôn cho các bác này. Đó, có túi đùi luôn nhá. Và dưới gấu này có cả gọi là cúc để các bác buộc vào đây để cho chúng ta đi rừng rất chìa tiện. Đó, sản phẩm này cực kỳ là đẹp nha mọi người nha. Đó, rất chìa đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn như này. Mẫu của nó ngụy trang cực kỳ là ok luôn này. Đó, màu này trai gái đều có thể mặc được nhá. Tiếp theo nữa là một bộ của nó đi kèm sẽ gồm theo gì ạ? Một chiếc áo như này nữa mọi người này. Đó, một chiếc áo cực kỳ là đẹp như này nhá các anh nhá. Đó, chiếc áo này của nó hai túi này, hai túi ngực trước này. Đó, ở dưới này đều có túi khóa này. Và cái bản khóa của nó là khóa to. Các bác làm áo khoác, ngụy trang đều ok. Đó, và ở dưới tay nó đều có nhám hết cho mọi người nhá. Màu lá cực kỳ là đẹp như này. Đấy là về phần áo này mọi người này. Tiếp theo nữa là gì ạ? Kèm theo một cái mũ này chúng ta có thể đội lên đầu. Chúng ta cái này có khóa, chúng ta có thể lắp vào áo cho em ạ. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Sẽ kèm theo gì ạ? Quá trời là nhiều thứ luôn mọi người ơi. Sẽ kèm theo mũ cho mọi người như này nhá. Đó, kèm theo mũ cho mọi người nhá. Mũ này là mũ tai bèo, các bác có thể ở hai bên có cúc, các bác có thể bấm lên. Đó, mọi người có thể bấm gập lên như này. Đó, còn không chúng ta thả ra này, che nắng lên rất là ok. Đó các bác nhá. Và tiếp theo nữa ạ, trong một bộ combo này sẽ gồm những gì ạ? Trong một bộ combo này sẽ gồm cho các bác một đôi giày ngụy trang này, các bác thấy đẹp chưa? Giày ngụy trang này trên thị trường không bao giờ bán giá dưới 150.000 đâu nhá. Đó, đến với Quỳnh Phạm, một bộ combo như này ngày hôm nay chỉ có giá bao nhiêu ạ? Một bộ combo như này ngày hôm nay có giá bao nhiêu ạ? Trời ơi các bác ơi, một bộ combo siêu phẩm này ngày hôm nay có giá đến tay các bác luôn 380.000 miễn phí vận chuyển. Các bác lưu ý nhá, 380.000 nhá. Một đôi giày như này này các bác này. Một đôi giày ngụy trang cực kỳ là đẹp như này. Hàng này hàng cổ cao các bác nhá. Đeo cổ cao rất chìa chắc chân, rất chìa ấm luôn. Đây mọi người nhìn này. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Một đôi giày ngụy trang này, một bộ quần áo như này. Đó, giá chỉ có 380.000 luôn, đầy đủ size số cho bác luôn nha. Đó, giày thì có size từ 38, 39, 40, 41, 42, 43. Còn đâu quần áo thì có size M, L, XL. Đấy các bác, béo, gầy chúng ta đều có thể bon chen được nha mọi người nha. Đó, hàng cực kỳ là đẹp. Đây mọi người lưu ý nha, hàng rất chìa đẹp, đầy đủ đồ luôn. Đó, bây giờ Quỳnh Phạm sẽ đi khoác chiếc áo vào cho các bác xem nha. Đó, khoác chiếc áo vào cho mọi người xem này. Mặc áo vào cho các bác nhìn luôn. Đó, hàng rất chìa đẹp các bác. Đó, mặc áo vào luôn nhá. Đó, đối với dòng sản phẩm này chất liệu của nó là chất liệu dạng cốt tông các bác. Đó, rất chìa dày dặn nha mọi người nhá. Đấy các bác nhìn này. Đó, hàng đẹp chưa ạ? Cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người nhá. Đối với dòng sản phẩm này các bác nhận hàng về nhá, bao các kiểm tra hàng luôn, đường kim mũi chỉ cực kỳ đẹp đấy. Đó, thời tiết lạnh lạnh này rồi mọi người mặc cái này, thứ nhất là nó rất là ấm, thay thứ hai là nó ngụy trang tốt này. Với cái thứ ba nữa là cái màu sắc của nó rất chìa đẹp. Đó, đường kim mũi chỉ bao đẹp cho mọi người luôn. Đấy các bác thấy không ạ? Ha, cực kỳ là đẹp nha mọi người nha. Đó, rất chìa đẹp luôn ạ. Đó, các bác nhìn màu sắc của nó ạ, cực kỳ là ok luôn nha mọi người nha. Đấy, các thấy không ạ? Rất chi là ok luôn, ngụy trang cực kỳ là ok luôn. Em đang đứng dưới gốc cây này. Đấy, các thấy không ạ? Màu sắc cực kỳ là ok luôn nha mọi người nha. Một cái mẫu dòng sản phẩm này cả giày nữa, cả giày nữa mới có giá là bao nhiêu ạ? 380.000 miễn phí vận chuyển nha mọi người nha. Đó, các bác đặt hàng nhớ ấn vào phần đăng ký kênh ủng hộ cho em nếu sản phẩm ok và đẹp nha. Chúc toàn thể quý hàng chúng ta lên hàng thành công. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác ở buổi video sau nhé.